để giúp đỡ, giúp có nhà có cửa, vợ chồng sinh sống vậy thôi, suốt đời có bệnh hoạn có nhau, chứ giờ hỏi khi bệnh thì nằm chỗ không có người nào để chăm sóc hết. Cháu thì nó còn nhỏ, mình chỉ coi nó như con rồi, nó ở với mình lâu rồi coi nó như con, giờ đi ghi hình cũng phải dẫn nó theo. Dạ. Chị ly hôn chồng chị nay là 22 năm rồi, chị ở chị có đứa con gái, đứa gái giờ nó theo chồng rồi, giờ đang ở với cháu cháu ngoại. Chị muốn tìm một nửa yêu thương sau này để chăm sóc về sau này, rồi giờ chị muốn sau này chị có người để bầu bạn với chị sau này để lo cho nửa đời còn lại. Chị tìm cỡ anh đó cỡ 60 trở lại, 60 với tuổi cỡ bằng chị cũng được. Về với anh đó thì đừng có ăn nhậu nhiều với thuốc, chị không chịu. Giờ mấy anh ơi, nếu mà chị thương em á, để ý tới em thì mấy anh thương bà phải bế cháu, thương bà mà không bế cháu thì thôi em buồn dữ lắm. Em đã thiếu tình thương rồi thì giờ mấy anh có thương em thì mấy anh thương cho trót như vậy đó. Dạ. Thương thương bà phải bế cháu. Hữu Cảnh kết nối mến chào cô chú và anh chị. Thì hôm nay Hữu Cảnh có nhận được số điện thoại của chị đẹp. Thì chị đẹp hôm nay đã đến chương trình của Hữu Cảnh, nhờ Hữu Cảnh tìm cho chị một nửa mảnh ghép yêu thương. Thì giờ đây Cảnh mời cô chú và khán giả cùng theo Cảnh để nghe chị đẹp tâm sự ha. Dạ, anh chào chị ha. Chào em, chị chào chương trình, chị chào khán giả, chào cộng đồng mạng. Ngày chủ nhật vui vẻ hạnh phúc. Dạ, trước tiên chị giới thiệu bản thân của chị ha. Chị năm nay được bao nhiêu tuổi và chị đến từ đâu hay chị đẹp? Chị năm nay chị 54 tuổi, chị tới từ thành phố, chị xuống tới đây, chị nhờ em trên chương trình kết nối yêu thương cho chị một người để chị làm bạn. Bây giờ nè, em thấy chị có một chút xíu gì hơi căng thẳng. Thì bây giờ đi, chị nghĩ là ở đây không phải là một cái cuộc ghi hình, mà cái cuộc mà chị em mình đang trò chuyện với nhau thôi ha. Cứ tự tin mạnh dạn anh hả chị. Rồi em thấy chị hơi căng thẳng chút á. Rồi chị kể cho em là chị nói chị năm nay sinh năm 1971 đúng không? Vậy năm Dạ, 1971. năm nay nếu mà tuổi Tây chị được 53 tuổi, tuổi ta mình được 54 hết chị. Rồi tình trạng hôn nhân của mình sao chị? Chị ly hôn chồng chị nay là 22 năm rồi. Rồi chị ở chị có đứa con gái. Đứa con gái giờ nó theo chồng rồi, giờ đang ở với cháu ngoại. Thì bây giờ chị muốn tìm một nửa yêu thương sau này để chăm sóc về sau này. À, chị ngại thôi bây giờ như vậy đi, mà sao mà chị hồi đó chia tay ông xã chị năm nó mới chỉ có 31 tuổi mà chị ở tới ngày hôm nay, chị có thấy mà chị bỏ phí tuổi xuân của chị quá không? Tại vì chị thấy như là tình trạng như cái anh chồng trước của chị thì như vậy, chị cũng sợ, rồi chị mới quen cái anh sau này, ảnh thấy như vậy, ảnh nói chị nghèo không có nhà rồi theo chị, ảnh cũng đi tìm bạn khác, ảnh cũng tìm bạn khác rồi thôi chị ở tới giờ luôn, chị không lấy chồng nữa. Rồi giờ chị muốn sau này chị có người để bầu bạn với chị sau này để lo cho nửa đời còn lại. Chị lên chương trình, chị nhờ chương trình ủng hộ cho chị một người để lo cho chị. Dạ. Chị quen cũng thời gian cũng vài năm á, rồi ảnh nói chị không nhà không cửa, rồi ảnh chia tay chị. Em nghĩ về cái khoảng đó, người phụ nữ người ta mới nên đòi hỏi. Đàn ông mà đi đòi hỏi người phụ nữ phải có nhà có cửa thì em nghĩ chắc không có nên Bởi nữa. vậy chị mới buồn đó, rồi thôi chị ở vậy luôn, vậy chị nuôi cháu. Dạ. Rồi chỉ có một người con gái. Chị có đứa con gái mà giờ nó cũng theo chồng nó rồi, Rồi để người cháu và cho chị cháu nuôi. lại cho chị. Ồ, mà sao mà người 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 con của chị không có rước người cháu đi thì sao mà Tại để vì chị nó nuôi? có chồng khác đó, rồi chị sợ cha ghẻ, rồi chị sợ, rồi chị mới thôi chị bắt nó chị nuôi luôn. Dạ. Với chị ở mình chị thấy cũng buồn nữa, rồi thôi có đứa cháu nó hủ hỉ cũng đỡ, nó có đứa cháu hủ hỉ rồi. Chứ giờ không có chồng rồi giờ sống mình cũng buồn. Hiện tại chị nói chị ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Mà mình muốn nhà hay là nhà của Chị mình đó thuê, thuê chị thuê, ha. Và một tháng bao nhiêu chị? chị thuê một tháng là 3 triệu. Wow, rồi mình bằng cái công việc của mình nó đủ mà chi trả trong 2 tháng không chị?
Được, làm được, tại vì sáng chị còn đi bán cà phê phụ bà chị đó. Dạ. Rồi trưa về chị lãnh đồ về chị làm. Dạ. Ừ, trưa về lãnh đồ làm. Rồi chị năm nay là 53 tuổi, chị muốn tìm một anh nào đó độ tuổi từ bao nhiêu cho đến bao nhiêu không? Chị tìm cỡ anh đó cỡ 60 trở lại. 60 với tuổi cỡ bằng chị cũng được. Dạ. À, chứ nhỏ hơn thì thấy nhỏ hơn chắc cũng hơi bồng bột hơn. Dạ. Từ 60 đổ rồi thôi ha. Ừ. 60 đổ lại với anh như là anh, tại vì chị không có nhà, như là chị muốn gặp anh đó là có nhà với cuộc sống ảnh cũng ổn định đi, rồi đặng chị về hai 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 người tá túc rồi lo với lo nhau, chứ giờ không lẽ chị thuê nhà hoài suốt đời sao được. Dạ Đó. Mà quan trọng người đó có một cái căn nhà thôi, đúng rồi, với cái công việc ổn định thôi. Đúng đúng. Ừ, chứ chị cũng không cần giàu nghèo gì mà. Dạ. Ừ. Kinh tế chị không cần thiết ha. Ừ. Để giúp đỡ, giúp có nhà có cửa, vợ chồng sinh sống vậy thôi, suốt đời có bệnh hoạn có nhau, chứ giờ hỏi khi bệnh thì nằm chỗ không có người nào để chăm sóc hết, cháu thì nó còn nhỏ, không ai ở kế mình hết. Thì bây giờ thì thường giờ thường chị cũng muốn như vậy đó. Người ta nói cái câu mà thương mẹ phải bế con. À, còn thương bây mẹ giờ bế mấy con. Anh ơi, mấy anh mà thương bà phải bế cháu nghe mấy anh. Thương bà phải bế cháu. Dạ. Bế sinh cháu chị, tại vì chị coi nó như con rồi. Dạ. Đó. Nó ở với mình lâu rồi, coi nó như con, nó giờ đâu có bỏ nó đâu được, giờ đi ghi hình cũng phải dẫn nó theo. Dạ. Ở trên kênh của em có một chị, có một chị cũng mà thương bà với cháu, chị đó cũng y hoàn cảnh như chị, nhưng mà em đã kết nối thành công. Chị đó tên là Hồng Minh, em đã ghi hình cách đây hơn tháng nay, em kết nối cho cái anh ở bên Canada thành công rồi. Dạ. Dạ. Đó, vậy là cũng được rồi, tốt rồi. Thương bà phải với cháu chị Hồng Minh. À, thì giờ cần giờ mấy anh là nếu mà thương bà thì mấy anh phải bế cháu, à, nếu mà mấy anh không không bế nữa là thôi bà ở vậy luôn. À, chứ chị, giờ theo mà em được biết, chị nói chị bán cà phê đúng không, chị phụ bán cho người chị, thì cái trong quán đó em nghĩ là khách vô ra mỗi ngày, thì em nghĩ là chị á, gương mặt chị rất là sáng xinh, dáng chị rất là đẹp nữa, thiếu gì mỗi ngày có anh để chọc ghẹo chị đúng không? Đúng rồi, mà tại vì mình không có gặp đối tượng, mình không có gặp đối tượng với mình nghĩ là mình bị đã qua như vậy rồi, mình sợ đó. Thì giờ chị cũng nhờ chương trình này kêu bằng kiếm giùm chị anh nào được thì chị cũng kết với anh đó thôi, chứ giờ chương trình đã biết thôi, chứ giờ mình cũng đâu có biết được. Dạ. Đó. Chị có kỹ người vùng miền không? Miền Bắc đó hả? Miền Bắc nè, miền Trung, miền Nam, miền Tây, chỉ có kỹ người ở vùng miền nào không? Anh nào miễn là lo được thì chị chịu à, chứ chị không có kén miền nào hết. Dạ. À. Rồi chị đến với một anh đó, chị có cần phải ra một cái yêu cầu mà đến với tôi phải là một cái đám cưới gình gang gì không? Thì nếu anh muốn vậy thì cũng được, còn ấy thì như mình cũng lớn tuổi rồi thì giờ mình làm sơ sỉa cũng được. Đúng. Đó. Còn nấu anh nào thì mâm thôi. À, thì anh nào mà à, thích làm lớn thì mấy anh làm. Dạ. Đó, cái đó là chị rất dễ cái vụ đó. Không yêu cầu mà phải à, bắt buộc. Không yêu cầu bắt buộc, miễn chị lo cho bà cháu chị có nhà có cửa ở chung đó, rồi lo chung sống với nhau thôi, chứ giờ chị cũng không yêu cầu gì. Sau này mình cũng lớn tuổi rồi, mình cũng đâu yêu cầu gì nhiều. Em giả tỷ thôi, cái anh này mà giả tỷ một anh đó chỉ là bảo vệ thôi. Ừ. Hay là đi phụ hồ thợ hồ gì đó không biết. Nhưng mà ảnh có nhà cửa đầy đủ thì cái nghề phụ thợ hồ hay là phụ hồ cũng là một cái công việc. Ừ. Anh đó có nhà nè, ở giả tỷ trung tâm Bình Dương hay gần thành phố chẳng hạn đâu đó, thích chị quá muốn kết nối chị, thì chị có chấp nhận hay không? Thì nếu anh tốt thì được, nếu anh lo được cuộc sống thì chị cũng ok đó, mà phải lo cho bà cháu chị chứ giờ, nếu mà thôi vợ chết vợ mới được nghe chứ mà. Dạ. Đương nhiên cái người là phải đến với chương trình này là giấy tờ hẳn hoi mà chị. Đúng, giấy tờ hẳn hoi là được. Dạ. Ừ. Về với anh đó thì đừng có ăn nhậu nhiều với hút thuốc, chị không chịu, chị nói thiệt. Anh nào biết hút thuốc là chị không có chịu đúng không? Dạ. Rồi thì mấy anh ơi, nếu mà anh nào mà để ý chị thì nhớ giùm cho em bỏ thuốc ngay cho em. Thấy chị. Rồi chị, cái công việc của chị từ trước giờ nào mình có một cái nghề nào riêng ở ngoài không? Chị thì không có nghề, chị chỉ nghề trong công ty chị thôi. Dạ. Nghề giày trong công ty, mà giờ nó giảm biên chế nó cho nghỉ á,
Bây giờ về đây giờ mình lớn tuổi người ta đâu có mướn gì nữa. Đó mình lãnh. Chị có thích buôn bán không nè? Buôn bán thì chị cũng buôn bán thời gian rồi. Dạ. Buôn bán thời gian lâu lắm, mấy năm trời á, rồi chị mới lên công ty chị làm. Đó, buôn bán cực quá, cực luôn, nấu khuya dậy sớm, thức khuya dậy sớm lắm. Dạ. Đó, thì giờ về thì nếu mà có việc làm thì chị vẫn đi làm bình thường. Ừ. Cái nếu buôn mà bán... có anh nào mà có nhà cửa hay mặt tiền mà đó là ok tiện buôn bán đúng nha. Đúng được cái đó là quá ngon hết à, quá ngon. Dạ cái đó chị buôn bán được nếu thôi. Mà có mặt tiền là bán được. Thôi bây giờ nè cũng gần kết thúc video rồi, giờ chị có thể bày tỏ cho em vài câu ha. À giờ mấy anh ơi, nếu mà chị thương em á, để ý tới em thì mấy anh thương bà phải bế cháu. À, nếu mà mấy anh không bế cháu, bế thương bà mà không bế cháu thì thôi em buồn dữ lắm. Em đã thiếu tình thương rồi, bây giờ mấy anh có thương em thì mấy anh thương cho trót như vậy. Thương, dạ. Thương bà mới bế cháu vậy thôi. Em sẽ xin tóm tắt video như vậy ha. À, chị Điệp sinh năm 1971, năm nay chị được 53 tuổi tây. Thì hôm nay đến với chương trình Hữu Cảnh, nhờ Hữu Cảnh tìm cho chị một nửa mảnh ghép yêu thương. Thì video này nãy giờ chị đã có bày tỏ đó, nếu mà anh nào thật sự mà thương chị á, thì thương phải thương cho hết suốt cuộc đời. Mà thương quan trọng là thương bà phải bế cháu. Thì nếu mà anh nào xem video nãy giờ mà có đồng cảm với chị Đẹp đây, thì cứ mạnh dạn gọi cho Hữu Cảnh. Rồi chị, nãy giờ những gì chị nói có đúng sự thật không chị? Đúng, chị nói đúng mà. Dạ. Chị dối tiếng nào hết. Chị có cho phép em đăng hình ảnh của chị lên mạng xã hội hay không? Thôi cứ việc đăng có sao đâu. Sau này bản thân của chị hoặc người nhà của chị không có quyền tụi em phải gỡ video này xuống. Đúng, chị. Đúng. Dạ. Cảnh cũng xin chúc cho cô chú gần xa trong nước và ngoài nước gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, em cũng xin chúc cho chị Đẹp đây sớm tìm được ý chung nhân của mình hả chị? À. Dạ, chị có điều gì mà mình tạm biệt khán giả không chị? À, chị cảm ơn chương trình. Cảm ơn Hữu Cảnh, cảm ơn cộng đồng mạng, chúc sức khỏe dồi dào. Dạ. Thì trong video chị Đẹp đây, thì đầu tiên chị mới có ghi hình trên kênh em thôi đúng không? Đúng rồi. Chị cũng đang ngại ngùng và cách ăn nói của chị hơi nhút nhát, thì không có những cái từ ngữ mà mỹ miều cho mấy. Thì mong quý vị khán giả cũng thông cảm là nếu có gì sai sót ha chị Đẹp. Dạ thôi chị em mình tạm biệt nhau ha. Xin chào chị ha. Cảm ơn cưng. Dạ.